Đến trưa nay ngày 12 tháng 6, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã hoàn tất hồ sơ, bàn giao 5 đối tượng trốn trại giam từ tỉnh Hưng Yên vào Đắk Lắk cho Công an tỉnh Hưng Yên di lý về đơn vị, xử lý theo thẩm quyền. Trước đó, ngày 12 tháng 6, tại địa bàn xã E Quế, các lực lượng công an đã bắt gọn 5 đối tượng trốn khỏi nhà tạm giữ Công an thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Sau khi bỏ trốn, 5 đối tượng đón xe taxi về nhà của một người trong nhóm, lấy xe ô tô rồi chở tất cả vào thành phố Thanh Hóa, gửi chiếc xe ô tô ở một bệnh viện rồi chia thành hai nhóm đón xe khách vào nhà một người quen ở tỉnh Đắk Lắk. Đến trưa ngày 11 tháng 6, khi chúng đang lẫn trốn tại địa bàn các huyện của tỉnh Đắk Lắk thì bị lực lượng công an bắt giữ. Được biết, trong các đối tượng này thì Vũ Thanh Nghị đã có một tiền án 8,5 năm tù về tội cướp tài sản, Long có một tiền án 11 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Em tên là Vũ Thanh Nghị, phạm tội mua bán trái phép chất ma túy, bị bắt ở Công an Mỹ Hào vào ngày 19, chúng tôi có trốn vào huyện Cư Mờ Nga, tỉnh Đắk Lắk và trốn được 2 ngày chúng tôi bị bắt. Trong quá trình khi các đối tượng bỏ trốn thì các đối tượng này cũng rất là có thủ đoạn tinh vi, đi dùng các phương tiện đi rất nhiều nơi. Các đối tượng đã gây rất khó khăn cho lực lượng truy bắt. Chúng tôi đã dùng các biện pháp nghiệp vụ cũng như là phối hợp với các lực lượng công an các địa phương để truy tìm dấu vết cũng như là để truy lùng và bắt giữ được đối tượng về đây. Trước hết là chân thành cảm ơn lực lượng phối hợp của Công an tỉnh Đắk Lắk cũng như là các lực lượng công an của huyện Chư Nga cũng như là công an xã và lực lượng quần chúng nhân dân. Hiện cả 5 đối tượng đã được Công an tỉnh Đắk Lắk bàn giao cho Công an thị xã Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên để di lý về đơn vị xử lý theo đúng thẩm quyền.